tại nước Pháp cổ kính với những giá trị văn hóa lâu đời, Prévoir Vie là một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu về bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm hưu trí. Prévoir đề xuất các giải pháp đơn giản để bảo vệ và dự đoán trước các rủi ro trong cuộc sống. Với bề dày lịch sử hơn 108 năm kinh nghiệm, Prévoir hiện đang phục vụ nhu cầu đầu tư và bảo vệ 671.000 khách hàng. Tổng tài sản đang quản lý 4,8 tỷ USD và tổng doanh thu 702 triệu USD. Năm 2019, Prévoir mở rộng hoạt động kinh doanh với dự án tích hợp cùng tập đoàn Assure One cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm trực tuyến. Prévoir luôn thể hiện giá trị vững chắc, gần gũi và nhanh nhẹn. Tại Hàn Quốc, một quốc gia Đông Á có nền kinh tế phát triển vượt bậc, bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset được thành lập vào năm 1988 là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 5 tại Hàn Quốc về quy mô tài sản. Hiện đang quản lý khối tài sản trị giá gần 32 tỷ USD với hơn 1.085 nhân viên. Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset là thành viên của tập đoàn tài chính Mirae Asset, tập đoàn tài chính độc lập hàng đầu về quản lý tài sản tại Hàn Quốc. Prévoir và bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset, hai tập đoàn hàng đầu trong ngành tài chính và bảo hiểm tại Pháp và Hàn Quốc, đã cùng hợp tác tạo nên thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir tại Việt Nam, MapLife, chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2018. MapLife là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu về cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác. Hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, MapLife có biên khả năng thanh toán cao trên thị trường 2.000%, gấp 20 lần so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định. Và hiện đang là lựa chọn tin tưởng của hơn 100.000 khách hàng. Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ tiên phong phát triển kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng Bancassurance tại Việt Nam từ năm 2005. MapLife hiện đang là đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Quốc dân. Đối tác chiến lược với các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, MapLife cũng đầu tư nhiều dự án trung và dài hạn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Tháng 10 năm 2018, MapLife và công ty tài chính Mirae Asset tại Việt Nam hợp tác trong việc tích hợp bảo hiểm nhân thọ trong các sản phẩm khoản vay. Tháng 12 năm 2018, MapLife đã ký thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với công ty cổ phần kinh doanh F88. MapLife cũng đầu tư mở rộng hàng loạt các văn phòng kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm mang sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn với người dân trên cả nước. Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MapLife được thiết kế phù hợp theo phong cách sống, cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời như tiết kiệm, đầu tư, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Gói sản phẩm bảo hiểm sống khỏe mỗi ngày. Gói sản phẩm bảo hiểm bệ phóng tài năng. Gói sản phẩm bảo hiểm hưu trí an nhàn. Gói sản phẩm bảo hiểm đầu tư lâu dài. Gói sản phẩm bảo hiểm hạnh phúc vững bền. Với sự phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, trong những năm qua, MapLife vinh dự nhận được các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Top 10 thương vụ M&A tiêu biểu năm 2017-2018 tại diễn đàn M&A năm 2018. Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2018-2019 do báo Lao động và Xã hội, tạp chí Gia đình và Trẻ em bình chọn. Giải thưởng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có hoạt động hợp tác kinh doanh bảo hiểm phát triển nhanh nhất tại Việt Nam năm 2018 do tạp chí tài chính quốc tế IFM Vương quốc Anh trao tặng. Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2 năm liền năm 2017 và năm 2018 do Việt Nam Report phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức.
giải thưởng Trong Vàng, danh hiệu dịch vụ bảo hiểm nhân thọ hàng đầu 2 năm liên tiếp 2017-2018 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. MapLife tập trung nâng cao sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng vững mạnh về tài chính và tăng cường xây dựng các kênh phân phối đa dạng, giúp khách hàng đưa ra quyết định dễ dàng hơn và sống tốt hơn. MapLife, cho ngày mai tốt hơn từ hôm nay.